phải ra ngay 164 phải lõm bõm đi. Nên nhà mày đâu? Nhưng Hải Dương Không, quả sao? ở đường Láng. Thế từng đường, từng đáng là quân ba đấy. Quân ba là hơn nhỉ? Quân ba thì có cây số thì từng đáng nhiều quá. đối diện với Dũng Văn Ba, nhưng mà qua cái mương còn đi đi à, còn nếu mà nó lớp thắng được cái này thì nó lên cái này hoàn hoàn thì cái này nó mới chuyện cuộc khó chơi đấy. Thế được không? Thế được không? Thế được còn đứng đây đánh bên đấy thì thua đấy cả mình. Tầm cờ bạc thì sáng không phải về sáng mà bên này hết tiền, bên nó hết tiền ai cầm vũ khí hết rồi. Anh nhớ, ông quý em thân mến, chúng ta trở lại với trận đấu thứ ba của xê đấu thứ 17 thôi. Và một bài đang cực kỳ tươi của game thủ lô 1. Ôi giời ơi, vầy hươu, tôi nghĩ là nó chỉ có 4 con, nó lặn ra đâu đây 2 con nữa, rồi 1 con mất tích rồi. Ăn 7 hươu 5 là cũng được. Percy cứ nghĩ đến cái hươu mấy cái voi này ăn đã giật mình lắm rồi. Và đây sẽ một bài kích 9 rưỡi của game thủ lô 1. 9 rưỡi 924 à 93 930, tôi nhìn nhầm vào cái tham lai 24 của anh. Bây giờ mắt mũi bây giờ nhìn nó sang vành rồi, bây giờ chỉ có nhìn một số chỗ thì nhiều khả năng còn chuẩn thôi, chứ còn nhìn cứ vào tham lai với các thứ này là đầu óc nó loạn hết cả lên rồi. Vâng, Gani ở trận đấu này điểm số của anh nâng cực cao. Vâng, xuất giò thì chưa thấy gặp ai. Dường như ở đầu cánh nhà BB có cái gì sao? Đúng rồi, vừa BB bị Gani ôm bom rồi.
bị gần yêu bom ở tà Lào, thấy lô 1 lại đẩy dò sang bên phía bên ấy. Vâng, Gandhi là ôm bom Johnson, mà đây quan trọng là Johnson ra BB cầm cơ. Ờ, con giò kia nhiều khả năng sẽ chết thôi. Công hiến rồi. Vâng, Gandhi khá khỏe, bây giờ đã lên 3 xong, có cả lạc đà, có cả các thứ rồi. Vâng, cũng ăn được con phủ rồi, nhưng không có vàng. Vàng của anh đâu? Lô 1 28/32. Một bài kích sớm của lô 1, nhưng đến thời điểm này thì anh chưa thể hiện được cái gì nhiều cả. Bên kia dường như đây là Maxe sao? Đây là Katayan, anh cũng ăn một áo rồi. Như vậy bài này nhiều khả năng sẽ phải ốp chết nhà Gunny trước rồi, và sau đó có K đây thì đẹp. Còn không thì Persian chuyển cung, nhưng mà thế sẽ rất là tốn lực. Còn phải bơm cả lực cho BB nữa. BB không có vàng. Gunny dường như đang cầm Persian hay sao vậy? Đang có đang vâng, đang cũng đang phủ thủ rất nhiều phủ ở nhà. Alo, như vậy là giờ phút này quý vị các bạn có thể đang thấy, vâng, lô 1 đang đục được vào giữa nhà của cái chỗ ăn hoang, của cái chỗ làm ăn của Gandhi, và cũng như cái hốc của Văng Lốp. Vâng, nhà của lô 1 thì lại nhà của lô 1 thì vẫn đang bình yên. Rồi có P thủ nhà, nó là quá chắc cối trước những con lạc đà đây rồi. Đang vẩy e điên cuồng. Nhưng mà cùng một áo của Vào Trum mà ngay quá rồi. Vâng, tự nhiên vừa cửa thắng lại cao rồi. Vâng, tự nhiên cửa thắng lại cao. Cái chum của V-Lớp đã vỡ. Vâng, cái chum của V-Lớp đã vỡ. Vâng, chỉ thấy một rai con lạc đà thôi. Cung T thì chắc chắn sẽ không bao giờ sóc ra đều đâu. Cung T, cái cung A một áo này không bao giờ ra đều được đâu. Vâng, một hai con lạc đà này vào sẽ cực kỳ làm cái hốc này sẽ yếu đi rất nhiều. Vâng, làm cái gì đây? Vâng, mà lạc đà lên bị tắc, vâng, hai con kia mà vào được có phải đẹp không? Nhiều năng chuyển A rồi. Đây rồi, đang mài dao đây rồi. Đang mài dao cắt kéo, Gunny sẽ fit cho turn này. Cả P cũng ra đây phù nữa rồi. Vâng, rất hay. Ăn được rất nhiều dân của game thủ Gunny. Gunny dường như fit rồi, bây giờ chuyển về thế 2-1. Vâng, tham cực kỳ to dành cho BB. Vâng, tôi ngoáy mũi cái đã. Bây giờ anh mà không mở cái chuyện cân. Thằng lô 1 bao giờ nó cũng khỏe hơn Gunny.
chết. Bây giờ nó chỉ thổ lên con Nga thôi. Bây giờ nó không đẩy đi, nó thổ lên con Nga thôi là nó đã khỏe hơn. Nó khỏe hơn thằng ấy. Thằng này bơm thoải mái này, thằng này bây giờ nó giữ nhà thoải mái luôn. Nhiều cù luôn này. Nó nhiều cù nó ốp mấy như mình chẳng. Chỗ cung tê nó sẽ úm hết, anh tin không? Đây là thằng BB chứ không phải là thằng nô 1. Nhiều ta không những nó úm hết, nó úm bằng sạch cơ. Là một con lạc đà rồi. Đây là thằng BB đấy. Tay của nó cực nhiều chứ không phải nhiều đây nè. Hết hay không thì nhìn. Hả? Tao không độ 1.000 nào thề luôn. Thế các bạn thấy chúng nó xuống nói chung mặt kiểu nó khổ quá rồi, chứ cần thì mong chúng nó hòa tiền với nhau thôi, không muốn thằng nào được thằng nào thua. Đồ một cái cung Nga rồi này. Đây úm hết mấy con lạc đà kia thì lấy cái gì ra mà chơi. Úm hết con lạc đà kia. Cung Nga nhà đầy này. Alo. Và quý vị các bạn thân mến, như vậy là giờ phút này thì trận đấu đang diễn biến rất hết sức là kịch tính. Chúng ta có thể đang theo dõi thấy. Vâng, và bây giờ thế trận là 2-1 rồi, do Gani đã cực yếu rồi. Gani giờ phút này tham có lẽ chỉ còn dưới 10 thôi. Tham 10 là to lắm rồi. Trong khi đó thì Velos đang đánh một bài Carathang cung A một áo, còn lại Catalan cung A một áo, còn lại thì hai game thủ trẻ BB ở lô 1 cũng đang về cái thế 2-1 rồi. Cái thế cộng kìm 2-1 là cực kỳ khó. Trong khi đó thì Percy cung A đã lên xong hai áo rồi. Nó mặc hết áo mưa áo miếc rồi, thậm chí trang bị cả BKC và các thứ đâu ở đấy hết rồi. Cái mũ bảo hiểm Amuro miếc. Cho nên là nó là sự khác biệt cực kỳ nhiều so với cái chuyện cung A một áo liều tiều. Trong khi đó bên này thì BB đang có một cái tham chém nó là kinh hoàng rồi. Giữ dân cực kỳ là tốt đối với BB. Không còn mua chém làm gì, chỉ mua phù thôi. Bây giờ sẽ ra úm hết cho cung A một áo kia coi như sẽ xong. Và phù ở Trôn Sơn úm thì cực tuyển, ôi giời ơi. Bây giờ là vậy là lô 1 sẽ đẩy ra chỗ này sẽ toét ngay. Vâng, có cả lạc đà đảo đây rồi. Cái hốc của Velos ở kia thì cái hốc đấy chỉ phù hợp với việc đánh cung giờ thôi. Nhưng đánh với cung A một áo khi đẩy ra cực kỳ là khó, rất dễ bị bắt ngang. Vâng, dường như Velos cũng đang không có vàng, cũng đang đói vàng mà BB đang phải úm đấy rồi. BB đang thể hiện tay nhiều tay của mình. Vâng, rất đông cung A một áo do Velos cầm. Velos đang phải đi ăn vàng. Velos đang phải đi ăn vàng bên ngoài bản đồ. BB đi. Phải đánh thật sự chuẩn mực và cẩn thận trận này. Tại bây giờ là thế 2-1 rồi. Soi tham. Vâng, như vậy là Velos đã lên 4 rồi. Nếu không nhanh lên, nếu không đẩy nhanh thì hoát ra bây giờ thì không có cửa thắng đâu. Vừa rồi thì BB đã thiêu rất nhiều phù rồi. Vừa rồi thì BB đã thiêu rất nhiều phù ở đây rồi. Ôi, tự nhiên lại thành thế khó. Ở trận đấu đang diễn ra hết sức kịch tính. Các bạn thể thấy bây giờ Tham Lai thì đang nghiêng về phía Velos và cũng như Gani rồi. Rồi Velos là người đẩy 4.
còn đâu Gani thì nói chung là không còn tham nữa. Về lớp đang đẩy 4 nhưng đang không có vàng, và đang phải chờ những kích hot ra, đang phải chờ những kích hot ra tụ đông hot, và cẩn thận không bị lừa sẽ bị bắt cung này. Phù úm đi. Vâng, hot rất đông, bây giờ thế khó rồi, cho BB vào về lớp rồi. Tham đang bị đè lên một lắc nữa, xoay tham di sai rồi. Một trận đấu vượt khó khá hay của game thủ về lớp khi mà Gandhi đã mất nhà. Chúng ta chuẩn bị chờ đợi cái trận đấu thứ tư của C đấu thứ 17 thôi. Đến giờ phút này C đấu này đang diễn ra với tỷ số là 2-1 nghiêng về phía hai game thủ về lớp và như Gandhi.